Chào mừng cô chú và anh chị đến với kênh Hoa Sứ Lê Gia. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cả nhà mình một số cây sứ ghép. Mình có cây số 1. Số 1 ghép giống Thúy An 3, cây 7 bo 120 ngàn. Thúy An 3 là hoa 5 cánh nha. Đây, chùm nụ của nó đang ra. Từ dài một gang tay em ạ. Rồi, số 2, sĩ thứ 1, 7 bo 130. Số 3, Phương Lam 21. 11 bo. Cái củ Phương Lam 21 này nó bị trầy ở đây miếng này ha. Trầy cái củ nè. Nó trầy cái lỗ này nó lành nè ha. 100 ngàn. Nó trầy bữa đó là do nó đi sách ngang cái nó quẹt vô trong cái cây đầu vàng. Bị trầy. Củ mình thì nhìn cơ bắp lắm ạ. Mà chỉ đi tiết là nó sách bị quẹt vô cái đầu vàng nó trầy miếng. Rồi số 4. Số 4 là Hồng Phúc 6 bo, củ nó khoảng 2 gang rưỡi tay em vòng lại, 120. Số 5, Mộng Cầm 6 bo, 140, củ tầm bàn tay mình xè ra. 6 bo, có một bo này rớt nè, em để mình về mình biết ghép thì mình ghép lại ha. Số 6, cây gián nằm sĩ thư 1, 4 bo, 100 ngàn. Số 7, Ti Ti chưa coi cũ, cái cũ nó tầm bằng tay em xếp lại à. 4 bo, cây đang nụ 100 ngàn. Số 8, Chibi 4 bo tự dài 100 nghìn. Số 9, Đài Loan 4, hoa 5 cánh. Đây, Đài Loan 4 mình 12, ghép 12 bo 130 ngàn. Đài Loan 4 đang vô nụ nè ha, hoa 5 cánh á. Ở đâu sao đợt này lật sợ rớt vô con cây duy nhất luôn. Rồi số 10. Số 10 là Nguyệt Tâm 3, 5 bo 140 ngàn. Số 11, Minh Hoàng 2 lớp màu vàng. Minh Hoàng vô chậu C10 nha, 7 bo 150 ngàn. 12, Kim Lân vô chậu 10 luôn, 7 bo. Cái củ nó vô cứng chậu luôn, 140 ngàn. 13, Minh Hy 12, hoa 3 lớp, màu vàng cam, cánh có viền. Cái Minh Hy này mình chăm sóc phân thuốc nó bị thiếu á, thì nó sẽ rớt xuống còn 2 lớp ha. Nó đầy đủ chất dinh dưỡng, nó là 3 lớp, có hương thơm. Cây 10 bo, vô chậu 10, 150 ngàn. Rồi 14 nè, 14 là một cây củ quái, giống ghép Black 2. Cây của mình là 6 bo củ quái. Củ này về sang qua cái chậu sinh thì nhìn là khỏi phải chê luôn rồi. Rồi 100 ngàn 6 bo. Số 15 là cung điện hoa màu đỏ, vô chậu 10. Củ cung điện này vô cứng chậu luôn. Cái tược nó thân tím, cây 5 bo 130 ngàn. 16, Quyết Thắng hoa màu đỏ 3 lớp, vô chậu C10 nha. Cái củ của nó màu vàng, 7 bo 150. 17, Reti Lady hoa 3 lớp màu vàng có hương thơm, cây 6 bo. Củ vô cứng chậu 10 luôn. Cái củ này phần dưới nó bè ra nè. Cái rễ nó nằm cuộn giống như hình một con trăng nó cuộn lại à. Trời, 150 ngàn. 18, Anchasin 5 bo, củ chia nhiều khối nè, vô cứng chậu C10 luôn, chật nè. Cái này nó còn lòi ra ngoài luôn, 140 ngàn. Anchasin màu đỏ cánh viền. 19, ghép hai giống Ý Xuân Ngọc Băng, vô chậu 10, 6 bo 140. 20, màu tím than, cây này em lấy bo ghép một lần, cây 3 bo vô chậu C9, 80 ngàn. 21, Tân Thành 9 bo 120. 22, ghép hai giống. Bên đây là Xuân Kỳ đỏ nhung 5 cánh và bên đây là cái màu hồng như thế này đây ạ. 5 cánh, cái màu hồng này thấy xiên hoa ta tết hạ ra ghép thử vô nè. Cái tên của nó có người thì kêu bằng hồng nhung, có người thì kêu hồng 5 cánh. Đây, mặt hoa nó này ha, màu hồng vậy nè. 5 cánh. Rồi cây này mình 7 bo 80 ngàn. 7 bo 80, cây xả tàn.
Rồi 23 rạng đông vô chậu C10, 11 bo 150.000. 24 ngọc băng. Ngọc băng là hoa màu trắng nha. Đây ngọc băng mình đang vô nụ nè. Ngọn nào cũng là một chùm nụ hết rồi ha. Củ cơ bắp luôn. Củ vô cứng chậu chính lớn. Cái củ này em đặt thử hồi nãy, đặt thử cái gang tay vô đó là nó tầm gần 3 gang tay em vòng lại. 130.000 năm bo. 26 là kiều diễm. Kiều diễm 3 lớp màu hồng cánh viền. Cây 8 bo 130. Cây mình củ tím thân tím luôn. 27 đại hồng bích 3 lớp màu trắng cánh viền hồng. 7 bo củ vô nè, cứng chậu C10, 150.000. 28 phú lộc. Phú lộc 4 bo vô chậu 10, 120.000. Rồi hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là 28 cây ha. Cái giá em báo trên đây là cây em bán thôi, còn phí ship là do bên người mua mình chi trả ha cô chú và anh chị. Rồi em cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ hàng cho kênh. Em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.